sập tường ở Bình Định, thêm bức tường dài 20 m đối diện bị sập. Vụ gửi con chữa bệnh nhận về hũ cho, ám ảnh lời kể của cháu bé 9 tuổi. Mẹ hawker Bắc Giang bị tố lừa đảo 17 tỷ đồng lên tiếng. Vụ chở người tình tử vong đi đầu thú, nạn nhân là con gái chủ tiệm vàng ở Trà Vinh. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn dự quốc tang nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống Thưa quý vị, sau vụ sập tường đang thi công tại nhà máy chế biến thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Savi Seafood Việt Nam tại khu Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định làm 5 người tử vong, 6 người bị thương thì mới đây lại thêm một bức tường dài khoảng 20m, cao 2,5m trong công trình này bị sập Ông Đặng Vĩnh Sơn, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết đang lập tổ công tác kiểm tra vụ sập tường bao của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Hải Đăng trong khu công nghiệp Nhân Hòa, đồng thời kiểm tra ra soát lại công tác xây dựng ở khu công nghiệp Đà Nêu. Thông tin ban đầu, tối 17 tháng 9, bức tường bao quanh công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Hải Đăng dài khoảng 20 m cao 2,5 m bất ngờ đổ sập. May mắn vụ việc xảy ra trong đêm và không phải ở khu vực có đông người nên không có thương vong. Đây không phải là tường đang xây, mà là tường đã hoàn thiện trước đó khá lâu. Ông Sơn cho hay, bước đầu nghi nguyên nhân sập tường có thể do lốc mạnh. Điều đáng chú ý là bức tường mới đổ sập ở đối diện khu nhà xưởng thuộc nhà máy chế biến thực phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Savi Seafood Việt Nam đang xây dựng, nơi xảy ra vụ sập tường làm 5 người tử vong, 6 người bị thương vào chiều 15 tháng 9. Hiện vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trên đang được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Định khẩn trương điều tra, xử lý đến nay vụ việc một gia đình gửi con đi chữa bệnh nhưng nhận về hũ cho cốt vẫn đang được dân tình hết mực quan tâm đáng nói mới đây lại thêm một gia đình khác ở thừa thiên huế tiến hành làm đơn để tố cáo ông lê minh quang người tự nhận có cơ sở chuyên chữa bệnh chậm phát triển cho trẻ em vì khiến con trai họ bị tổn thương nghiêm trọng bên cạnh đó cháu bé này còn kể với mẹ những chi tiết đầy ám ảnh về cái đêm cháu nlmq tử vong Liên quan đến vụ một gia đình ở Thừa Thiên Huế gửi con lên Lâm Đồng để chữa bệnh chậm phát triển, nhưng 25 ngày sau, đớn đau nhận được hũ cho cốt được cho là của con trai mình. Trả lời báo chí gia đình chị CK cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, con của họ là cháu HNKT, sinh năm 2013, cũng đang được gửi cho ông Lê Minh Quang để điều trị tự kỷ, chậm phát triển. Gia đình chị CK gửi con cho ông Lê Minh Quang để điều trị tự kỷ và chậm phát triển từ đầu năm 2017 và đón con về từ 28 tháng 3 năm 2022. Chị Ca cho biết, khi đón cháu T về, có những thông tin về cháu NLMQ sinh năm 2019, nên chị có hỏi con mình thì được cháu kể rằng, hôm đó con ngủ với anh N, con trai của ông Lê Minh Quang, còn em Quy ở với cô Tuyết, tên thật là Bích, và thầy Quang, khi con đang ngủ thì nghe một tiếng ầm rồi cô tuyết chạy sang gọi con với anh nở dậy và nói em quy tử vong rồi lúc đó con thấy em quy nằm trên giường trên đầu và mũi có máu thầy quang thì đang thay quần áo cho em quy và lấy tay ấn vào bụng em ngày hôm sau thầy quang thu dọn đồ đạc và gọi taxi chở con với anh n về một khách sạn ở nha trang đến ngày hôm sau thì thầy quang và cô tuyết đến đón con và đi về huế trên đường đi thầy quang còn dặn con và anh n là không được kể chuyện với ai chị xê ca cho biết thêm Cách đây vài hôm, cán bộ của công an tỉnh Lâm Đồng có đến nhà tôi để làm việc, lấy lời khai và xác minh thông tin liên quan đến việc của cháu Quy. Khi nói chuyện với các anh công an, con trai tôi cũng kể lại sự việc giống như cháu từng kể với tôi. Ngoài ra, theo chị CK, hiện gia đình chị cũng đang làm đơn tố giác việc con trai họ là cháu T, sinh năm 2013 bị thương tích nhiều bộ phận trên cơ thể sau khi gửi lên Lâm Đồng cho ông Lê Minh Quang chữa bệnh chậm phát triển. Nói về việc gửi con cho ông Lê Minh Quang, chị CK cho biết, chồng chị biết ông này qua việc chơi cây cảnh. Năm 2015, ông Lê Minh Quang có về nhà chị chơi. Lúc này con trai chị mới được 2,5 tuổi nhưng bị chậm nói, chỉ có thể nói từng câu một. Thế vậy, ông Lê Minh Quang nói với gia đình là cháu bị tự kỷ nhưng gia đình không tin và không giao con cho ông Quang chữa bệnh. Đến năm 2016, ông Lê Minh Quang lại đến nhà chị CK chơi và nói với gia đình rằng cháu T bị tự kỷ và chậm phát triển, không điều trị trước 3 tuổi thì hệ lụy rất nghiêm trọng, cháu có thể bị điên khùng và có thể dẫn tới những hành động không hay. Và ông Quang thuyết phục gia đình chị CK giao cháu T cho ông này để chữa trị và cam kết 3 năm sẽ khỏi, nếu không sẽ hoàn trả lại tiền. Ông Lê Minh Quang cũng cam kết với gia đình là khi đưa cháu Tê lên Lâm Đồng điều trị, ông này sẽ thuê biệt thự có sân vườn rộng để cháu ở và điều trị. Tin lời ông Quang và lo lắng cho tình trạng của con, gia đình chị CK đồng ý giao con cho ông Lê Minh Quang đưa lên Lâm Đồng để điều trị từ đầu năm 2017 với chi phí ban đầu 50 triệu đồng một tháng. Đến năm 2018 thì ông Quang yêu cầu tăng lên 75 triệu đồng một tháng, từ 2019 đến 2022 số tiền chữa trị lên 100 triệu đồng một tháng. Ông Lê Minh Quang cũng giấu nhẹm địa chỉ cụ thể nơi cháu T sẽ ở và điều trị bệnh tại Lâm Đồng với gia đình, với lý do nếu để gia đình biết và lên thăm con thì cháu sẽ theo gia đình về, ảnh hưởng đến việc chữa bệnh. Mọi thông tin hình ảnh về cháu T đều được ông Lê Minh Quang báo cho gia đình thông qua điện thoại. Do đó, từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2022, Gia đình chị CK chỉ được gặp con hai lần, trong đó có một lần vào tháng 2 năm 2018, khi ấy gia đình xin đưa cháu T về nhà ăn Tết trong khoảng thời gian một tuần và không có bất thường nào trên cơ thể. Chị CK bức xúc kể, đến ngày 28 tháng 3 năm 2022, ông Lê Minh Quang chở con trai tôi ra Huế và điện cho chồng tôi, nó là nhận chữa bệnh cho một cháu bé mà cháu bị Covid-19 tử vong phải thiêu và đưa ra cho gia đình. Ngay thấy thế, tôi đến nhà bố mẹ ông này ở đường Nguyễn Bình, thành phố Huế để đón con về. Về đến nhà, tôi phát hiện trên cơ thể cháu có rất nhiều vết sẹo bất thường ở vùng đầu, mắt, môi, tai và chân tay. Gặng hỏi thì cháu nói do thể quang làm. Sau đó chị CK đi chụp chiếu và khám tổng kết toàn thân và táo hỏa phát hiện con trai từng bị gãy hai ngón tay út và gãy chân. Chị CK chia sẻ, Tôi hỏi con thì cháu nói Bị gãy hai ngón tay là do thể quang Riêng chân bị gãy là do con đạp xe Rồi bị ngã nên gãy Tất cả những chuyện này ông Quang đều không cho gia đình chúng tôi biết Hiện nay hai ngón tay út của con Không thể co duỗi lại như bình thường Gây khó khăn trong việc cầm bút khi viết Khi học tập Theo chị CK Sở dĩ đến thời điểm hiện tại chị mới lên tiếng Là do ban đầu chị lo ngại sự việc lan rộng Ảnh hưởng danh tiếng của cả gia đình Cũng như ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của con trai chị Tuy nhiên sau sự việc của cháu Quy, con trai anh NHN nên gia đình quyết định lên tiếng để tìm lại công bằng cho con trai chị cũng như cháu Quy. Ngày 12 tháng 9 vừa qua, Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra thông tin xác nhận, cho biết cơ quan chức năng đã khôi phục vì giải quyết tin báo tố giác tội phạm và đang điều tra theo trình tự vụ việc. Hũ cho cốt cũng đã được mang đi giám định pháp y cùng với mẫu tóc từ người mẹ. Tuy nhiên, quá trình này gặp nhiều khó khăn bởi theo một chuyên gia đầu ngành về di truyền học ở việt nam và trên thế giới hiện nay dù với công nghệ nào thì việc xét nghiệm adn cho cốt là điều gần như không thể quá trình này chỉ có thể thực hiện khi cấu trúc xương còn nguyên vẹn không bị phá hủy bởi nhiệt độ hay môi trường nếu cơ thể được xử lý bằng xăng dầu thay vì lò thì khả năng xét nghiệm adn của cho cốt cao hơn tuy nhiên xác suất cũng không nhiều các thông tin liên quan đến vụ việc vẫn đang được dư luận quan tâm theo dõi, tất cả mọi người đều mong chờ cơ quan chức năng sớm điều tra ra sự thật. Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao câu chuyện một hot girl quê Bắc Giang tên là Ninh Thị Vân Anh bị tố cáo lừa đảo nhiều vụ với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Không ít người nghĩ rằng nếu lừa được nhiều như thế, cha cô ta sẽ gửi tiền về quê để giúp đỡ cha mẹ ở quê, xây nhà cao cửa rộng, mua sắm đồ dùng. Vậy thực chất có như lời đồn, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Con đường quê ngoằn ngoèo dẫn tôi về thôn Tân Phúc, xã Đảo Mỹ, huyện Lạng Giang, Bắc Giang, nơi mẹ Vân Anh đang ở. Hỏi thăm một người làng, họ chỉ cho ngôi nhà hai gian cấp 4 lợp mái tôn, xây cay, cửa chính quay vào phía trong. Bước vào, thấy hai người phụ nữ đang ngồi khâu nón, hỏi ra được biết đó là bà ngoại và mẹ của Vân Anh, chị N sinh năm 1975. Chị N kể, từ khi con gái bị bóc phốt lên mạng, chị nghỉ làm ở quán ăn vì xấu hổ. Bà ngoại thì thương con, thương cháu, ngày nào cũng đến, hai mẹ con ngồi khâu nón cho đỡ nghĩ ngợi nhiều. Ngồi trong ngôi nhà lợp mái tôn nóng hầm hập, không có những vật dụng sinh hoạt đáng giá. Chị N kể, vợ chồng chị sinh được ba người con, Vân Anh là con gái đầu, Hai người em trai, một đang học nghề, một đang học lớp 7. Năm 2012, chồng chị N ly hôn, chị nở nhận nuôi cả ba con và đến ở tạm nhà bố mẹ đẻ. Ngoài làm ruộng, chị phụ việc ở mấy quán ăn ở thị trấn vôi. Chị bảo, khi ly hôn, tôi cứ tự hào với ba đứa con cao lớn xinh đẹp là động lực để quên đi nỗi buồn. Vậy mà đứa con gái đầu lại làm tôi khổ tâm thế này. Vân Anh học hết lớp 8, trường làng thì bỏ. Ngày còn đi học ở xã Mỹ Đào, Vân Anh hay mâu thuẫn với một bạn trong lớp nên không muốn đi học nữa và xin chuyển sang học ở xã bên cạnh. Tuy nhiên trong thời gian học ở đây, nó hay kêu chán, lấy nhiều lý do để nghỉ học. Tôi nghĩ nó sang môi trường mới chưa quen bạn bè nên như vậy. Động viên mãi, nó cũng đi học đều đặn nhưng liên tục bị ngất, thỉnh thoảng lại ngã lăn ra đường. Đêm ngủ kể cả mùa hè và mùa đông, cứ tầm 2 giờ sáng, nó lại kêu mẹ ơi con rét, con không chịu nổi. Nhưng chỉ trong khoảng 2-3 phút lại trở lại bình thường. Nhiều lần gia đình đưa đi bệnh viện ở Hà Nội khám, nhưng các bác sĩ đều nói nó không có bệnh tật gì. Có lần Vân Anh bỏ nhà đi biệt 2 ngày, cả nhà tá hỏa đi tìm, thì thấy nấp trong một cái miếu. Chị nở kể tiếp, thỉnh thoảng nó lại bỏ nhà như thế, lần thì tìm thấy ẩn trong chùa, lần thì núp trong ngôi nhà hoang. Mỗi lần nó kêu ốm đưa đi bác sĩ tiêm vào chỉ khoảng 1 phút là nó lại nhanh nhảnh như không. Cụ năm đó Vân Anh bỏ học, được người cô đưa ra Hà Nội bán quần áo. Từ đây Vân Anh quen một người tỉnh Phú Thọ rồi cưới nhau, có đăng ký kết hôn, có dẫn cưới đàng hoàng. Tuy nhiên được gần 2 năm thì hai vợ chồng ly hôn khi chưa có con. Sau khi ly hôn người chồng ở tỉnh Phú Thọ, năm 2018 Vân Anh tiếp tục ra Hà Nội bán quần áo rồi quen biết với một nam thanh niên được cho là gia đình đại gia. Theo những thông tin tố trên mạng, đám cưới giữa hai người diễn ra rất xa xỉ tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội, mời vài trăm khách, của hối môn là chiếc Rolls Royce hàng chục tỷ đồng. Gia đình người chồng cho rằng đây hoàn toàn là chiêu trò lừa đảo của Vân Anh khi thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, sẽ hộp đắt tiền để làm màu, thuê người đóng giả bố giàu sang, thuê người tham gia dự tiệc đám cưới, thuê người đóng giả nhân viên công chứng để giao dịch bất động sản. Tổng số tiền bị lừa khoảng 17 tỷ đồng. Nhắc đến đám cưới sang chảnh này, chị N cho biết, tôi nào có biết cái đám cưới này đâu, đến lúc xảy ra chuyện thì gia đình họ gọi ra để nói chuyện. Đến nơi mới biết là con mình như vậy, nhưng tôi không rõ thực hư con tôi lừa đảo thế nào, nhưng tôi trách nhà trai lại dễ tin là thông gia nhà ở Hà Nội, làm chức nọ trước kia, có nhà lầu xe hơi, tại sao không tìm hiểu xem gia đình con dâu ở đâu, bố mẹ ra sao, cho con mình lấy vợ mà không đăng ký kết hôn, không về tận quê nó tìm hiểu. Chứng minh nhân dân của con tôi là ở xã Đảo Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cơ mà. Khi gia đình nhà chồng ở Hà Nội có ý kiến về cô con dâu lừa đảo, Vân Anh lại về quê làm công việc khâu nón được khoảng 2 tháng lại xin tiền mẹ để đi làm, nhưng chị nở nghĩ, lúc này con cần bình tâm suy nghĩ nên khuyên cứ ở nhà. Chị nở rơm rớm nước mắt, không biết nó làm cách nào vay tiền của ai mà nó đi và đi biệt từ năm đấy đến giờ không về nhà lấy một lần. Gọi điện nó bảo con bận mở quán cà phê, cửa hàng hoa quả sạch rồi kinh doanh bất động sản, lúc nào rỗi con gọi cho. Thỉnh thoảng nó có nhắn tin cho mẹ, tôi luôn dặn con đừng làm cái gì liên quan đến pháp luật, thế nhưng nó có nghe mình đâu. Bây giờ mọi người bảo tôi không dạy dỗ được con Để nó tắc oai tắc quái thế Đúng, có con như vậy họ trách cha mẹ là phải Nhưng nó hơn 18 tuổi rồi Phải tự có trách nhiệm với bản thân Và những hành vi gây ra Có lần chị hỏi Là con có tiền gửi cho mẹ Để mẹ nuôi hai em ăn học Vân Anh nhắn lại ok, lát con chuyển cho Nhưng năm ngày sau không thấy chuyển Và cũng mất hút luôn Từ ngày Vân Anh rời làng ra đi là gần 4 năm rồi Chị gửi cho mẹ đúng 3 triệu đồng Chị nở rụt rùi Vợ chồng tôi ly hôn, bố mẹ đẻ cho mảnh đất để dựng ngôi nhà cấp 4. Giờ tôi vẫn chưa trả hết tiền. Nếu nó gửi cho tôi để xây dựng nhà cao cửa rộng, để trả nợ đã đành, đằng này còn thỉnh thoảng nhắn tin xin tiền mẹ. Cách đây khoảng một tháng, tôi bị một nhóm người đến tận nhà bảo phải có trách nhiệm trả cho Vân Anh 300 triệu đồng, chưa kể lãi mà nó vay để mở quán cà phê. Nhưng tôi có vay đâu mà bắt tôi trả. Vài tháng trước, tôi bảo con ơi, con bấm điện thoại video để mẹ được nhìn thấy, đã lâu lắm rồi mẹ không nhìn thấy con Nó bảo dạo này con gầy xấu lắm Tôi bảo xấu cũng cho mẹ nhìn con một cái Nhưng nó có cho đâu Hôm nó bị bóc phốt lên mạng Nó vẫn nhắn tin bảo mẹ gửi cho mấy triệu Tôi bảo bây giờ con làm thế Mẹ không dám ngẩng mặt nhìn ai Mẹ không cả bước chân ra đến cổng Chả biết vay tiền ai để gửi cho con Nếu có thể con về Bắc Giang Có gì mẹ con cùng phối hợp giải quyết Mấy hôm nay nó cũng không nhắn cho tôi lấy một lời Là mẹ ơi con thế này con thế kia Gọi điện nó cũng không nghe thì không hiểu nó là con người như thế nào nữa người ta đăng lên như thế này tôi là người mẹ rất khổ tâm còn nó nó không biết đâu nhìn cái ảnh cái clip quay lên đấy nó vẫn hớn hở như không có vấn đề gì liên quan đến vụ việc này ông Mạc Văn Hương Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đảo Mỹ cho biết nắm được thông tin trên mạng xã hội Ủy ban Nhân dân đã giao cho công an xã xác minh thì chính quyền xã chưa nhận được đơn tố cáo nào Công an tỉnh Bắc Giang cho biết cũng mới chỉ nhận được một lá đơn tố cáo theo thông tin từ công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nơi Vân Anh đang tạm trú, thì công an đã mời Vân Anh lên làm việc theo đơn trình báo. Tuy nhiên vụ việc đang trong quá trình điều tra, đến thời điểm này vẫn chưa có căn cứ để khởi tố. Cơ quan công an đã cho gia đình, người thân bảo lãnh Vân Anh về. Liên quan tới vụ một người phụ nữ bị sát hại tử vong rồi được nghi phạm trở đến trụ sở công an. Được biết, nạn nhân là con gái của một chủ tiệm vàng ở tỉnh Trà Vinh. Hiện công an đang lấy lời khai của nghi phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lấy lời khai Đỗ Tấn Lộc, sinh năm 1990, ngụ quận 7 thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ nguyên nhân sát hại chị TTN tỉnh Trà Vinh, đồng thời khám nghiệm chị N để xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong. Trong ngày, Công an tỉnh Trà Vinh đang phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh để xác định vị trí lộc gây án, bởi hiện trường ban đầu được ghi nhận xảy ra ở đoạn sông giáp danh giữa Trà Vinh và Bến Tre. Qua tìm hiểu của chị N là con gái ruột một chủ tiệm vàng ở Trà Vinh, có một đời chồng, có con riêng đã ly dị. Công an tỉnh Trà Vinh chờ kết quả khám nghiệm, lời khai của đối tượng từ công an thành phố Hồ Chí Minh, xác định vị trí gây án để tiến hành các bước điều tra. Chiều 18 tháng 9, chị Lộc và chị N hẹn nhau ở chợ DA Trà Vinh để đi làm răng. Trên đường di chuyển, chị N và Lộc xảy ra tranh cãi. Trên xe ô tô, chị N lấy điện thoại gọi điện cho mẹ Lộc nên Lộc giật lại điện thoại. Giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn, Lộc dừng xe và xuống băng ghế sau ô tô nói chuyện với chị N. Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra giảng co. Lộc lấy hung khí trong túi sát hại chị N tử vong. Lộc điều khiển xe chở chị N chạy một mạch từ Trà Vinh về thành phố Hồ Chí Minh. Được người nhà động viên, Lộc đã ra đầu thú. Mới đây, Công an huyện Cần Duộc đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường vụ con trai sát hại mẹ già 78 tuổi tử vong tại xã Mỹ Lộc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đã bắt giữ Trần Ngọc Anh, 52 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Cần Duộc, Long An để điều tra. Trước đó vào khoảng 8 giờ ngày 19 tháng 9, ông Ngọc Anh đã dùng hung khí sát hại mẹ ruột là bà HTT, 78 tuổi, sống cùng nhà tại địa chỉ trên. Theo những người chung quanh, ông Ngọc Anh là dân nghiền nhậu và thường xuyên say xỉn có hành động chửi bới, cãi bã với người thân trong nhà. Tuy nhiên, trước khi xảy ra vụ việc, ông Ngọc Anh không sử dụng rượu bia, Khai nhận ban đầu tại cơ quan điều tra, ông Ngọc Anh nói do mình cãi nhau với mẹ về chuyện trong gia đình, không kiềm chế được nên đã ra tay sát hại. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra tiếp về vụ việc. Thưa quý vị, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, vừa qua Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự lễ quốc tang của nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị được tổ chức tại thủ đô London, Vương quốc Anh. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử Vương quốc Anh, 70 năm, năm 1952 đến 2022. Bà qua đời ngày 8 tháng 9 ở tuổi 96 tại cung điện Balmoral, Scotland. Với vai trò và những đóng góp to lớn của nữ hoàng cho sự phát triển thịnh vượng của Vương quốc Anh trong suốt chiều dài lịch sử, Vương quốc Anh tổ chức quốc tang trong 10 ngày, từ ngày 9 đến 19 tháng 9, ngay sau khi nữ hoàng băng hà và cử hành lễ tang chính thức vào ngày 19 tháng 9 năm 2022 tại tu viện Westminster ở London. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tham dự lễ viếng linh cữu nữ hoàng, lễ tiếp đón đại diện các quốc gia do nhà vua Charles Đệ Tam chủ trì tại Cung điện Buckingham vào tối 18 tháng 9 và lễ tiếp tân do Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh James Cleverly chủ trì tại tu viện Westminster ngày 19 tháng 9 sau lễ quốc tang nữ hoàng. Trong khuôn khổ các hoạt động lễ quốc tang nữ hoàng Elizabeth đệ nhị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có cuộc gặp và tiếp xúc với nhà vua Charles đệ tam, Thủ tướng Liz Truss và nhiều thành viên nội các mới của chính phủ Anh. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gửi lời thăm hỏi chê buồn sâu sắc của lãnh đạo cấp cao đảng, nhà nước, chính phủ tới nhà vua, các thành viên hoàng gia, chính phủ và nhân dân Vương quốc Anh. Bộ trưởng đánh giá cao vai trò to lớn của Nữ hoàng đối với sự phát triển thịnh vượng và vị thế của Vương quốc Anh, nhấn mạnh trân trọng sự ủng hộ quý báu của Nữ hoàng trong việc thúc đẩy hợp tác Việt Nam Anh, mong hoàng gia, chính phủ Anh tiếp tục lãnh đạo Vương quốc Anh phát triển cũng như ủng hộ, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đã có các trao đổi tiếp xúc với một số lãnh đạo các nước tham dự lễ tang Nữ hoàng Anh. Hiện nay, dịch Covid-19 tại nước ta đang diễn biến phức tạp trở lại khi biến chủng mới xuất hiện. Số ca mắc tăng cao và có xu hướng tiếp tục tăng. Điều này làm gia tăng mối lo ngại quá tải hệ thống y tế, nhất là trước nguy cơ dịch chống dịch như hiện nay. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 nhận định dịch bệnh đang được kiểm soát nhưng vẫn tiềm ẩn năm nguy cơ. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 chỉ ra nguy cơ thứ nhất là virus biến đổi, xuất hiện biến thể mới. Thứ hai là hiệu lực bảo vệ của vaccine suy giảm theo thời gian. Từ ba là các dịch bệnh thông thường theo mùa có xu hướng gia tăng, dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch. Bốn là một số người dân và chính quyền địa phương xuất hiện tâm lý lơ là chủ quan và cuối cùng là tình trạng biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan có tác động tiêu cực đến tình hình dịch bệnh. Ban chỉ đạo nêu rõ, vaccine vẫn là biện pháp chiến lược quan trọng trong phòng chống dịch COVID-19. Các đơn vị khẩn trương hoàn thành tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng địa phương đẩy mạnh hoàn thành tiêm chủng cho học sinh. Ngoài việc đảm bảo đủ vaccine, Bộ Y tế vận động người dân tích cực tham gia tiêm chủng và phối hợp với các đơn vị chuẩn hóa số liệu tiêm trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Y tế được giao cập nhật kịch bản chống dịch với tinh thần không để COVID-19 bùng phát trở lại, không để dịch chống dịch. Bộ khẩn trương hoàn thiện, chính phủ ban hành nghị định sửa đổi về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề với công chức, viên chức tại cơ sở y tế công lập. Giữa tháng 8, dù toàn quốc tiêm đủ hai mũi vaccine cho người từ 12 tuổi, Bộ Y tế đề xuất Thủ tướng chưa công bố hết dịch, chưa xem COVID-19 là bệnh lưu hành tại Việt Nam. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào ngày 20 tháng 9, mưa rào và rông quay trở lại miền Bắc, khu vực Đông Bắc Bộ có thể có mưa lớn, trong khi những nơi khác mưa rải rác. Đợt mưa này kéo dài đến hết ngày 23 tháng 9, sau đó mưa giảm dần, nhưng trời vẫn âm u và nhiều mây. Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 20 tháng 9, phía Tây Bắc Bộ. Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ tây nguyên có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to gió tây nam cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ có nơi trên 30 độ Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông, khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Hà Nội có mây ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.